Chào bạn đến với tuần 3 của thai kỳ. Mình đã nhắc đến giai đoạn này ở video trước. Giai đoạn này thì có những sự thay đổi gì bên trong cơ thể của bạn? Đây là thời điểm mà trứng và tinh trùng gặp nhau. Tế bào tinh trùng là tế bào rất nhỏ và có đuôi để có thể di chuyển. Nó phải cạnh tranh khốc liệt với những tinh trùng anh em khác của nó và kết hợp với cả sự may mắn để đến được nơi trứng rụng. Trứng đối với tinh trùng như một hành tinh khổng lồ vì chúng lớn hơn tinh trùng hàng nghìn lần. Và sẽ chỉ có một tinh trùng xuyên qua được vỏ tế bào của trứng để vào trong. Lúc này hiện tượng thụ tinh xảy ra. Bộ gen của bố và mẹ kết hợp với nhau để hình thành nên một mầm sống mới. Mầm sống này độc nhất vô nhị và không giống bất kỳ ai trên thế giới từ trước đến nay. Chắc bạn cũng đã biết, trong bộ gen này có những nhiễm sắc thể quy định giới tính. Nên việc em bé là bé trai hay bé gái thì đã được xác định từ thời điểm này. Sau khi thụ tinh, nhờ những lông mao và nhu động trong vòi tử cung của người mẹ, trứng đã thụ thai sẽ di chuyển xuống buồng tử cung để làm tổ. Trong thời gian di chuyển này, khoảng 5 đến 6 ngày, em bé của bạn đang ở dạng tế bào sẽ tiếp tục phân chia. Nếu nhìn trên kính hiển vi sẽ thấy nó có hình một trái dâu hoặc một chùm nho. Việc phân chia này diễn ra liên tục, từ tế bào em bé của bạn sẽ chuyển sang dạng phôi thai. Ở thời điểm này, mẹ đã cảm nhận được mình mang thai hay chưa? Ở giai đoạn này, mẹ vẫn sẽ chưa cảm nhận được thay đổi nhiều và lúc này vẫn chưa có hiện tượng trễ kinh xảy ra. Nhưng trong vài tuần nữa thôi, em bé sẽ phát triển nhanh chóng trong cơ thể của bạn. Khi đó, các dấu hiệu mang thai sẽ rõ ràng hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem các video tiếp theo của chúng tôi. Hãy like và chia sẻ nếu bạn thấy video này hữu ích.